Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cuối Cùng Giờ Bếp. Hôm nay Nguyên Cuối sẽ giới thiệu tới cả nhà một món cơm chiên rất là nổi tiếng của người Trung Hoa, là món cơm chiên hải sản lục bích đó, với cái màu cơm rất là đẹp mắt các bạn thấy không? Đó, cùng vô số hải sản luôn đó, ăn rất là ngon và lạ vị các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào bếp nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ chuẩn bị là 350 gram gạo các bạn nha, đó, gạo nành thơm gì đó, rồi cùng với 300 gram cải bó xôi các bạn nha. Thì cải bó xôi này mình sẽ trần qua nước sôi, sau đó mình sẽ lấy cải bó xôi này mình xay nhuyễn ra đó, với cái phần nước sôi nè. Sau mình sẽ rây các bạn, mình lấy cái phần nước cốt á để mình nấu với cái phần cơm các bạn nha. Đó. Cái mùi của cái cải bó xôi rất là thơm các bạn, cùng với cái màu rất là đẹp nha, màu xanh nó rất là đẹp luôn các bạn. Rồi mình chỉ cần chần vài phút các bạn nha, cho nó nhiệt khuẩn cùng với nó sẽ mềm xuống á, lát mình xay nó sẽ ra chất rất là thơm các bạn. Ok, sau khi mình đã trần xong và vớt ra để ráo thì mình sẽ cho cái cải bó xôi này vào cái máy xay các bạn nha. Và mình sẽ cho một chút nước nóng và mình sẽ xay các bạn nha. Đó, các bạn có thể lấy cái nước mà mình mới trụng luôn nó xay các bạn. Mình xay nhuyễn ra, mình sẽ lấy cái phần nước cốt mình bỏ chung với cái gạo mình nấu mình nha. Thì nấu gạo các bạn cũng biết rồi đó, mình canh lượng nước với cái phần mà gạo á khoảng hơn một lóng tay là ok các bạn nha. Đó. Ok, thì mình đã xay xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng rây mình lọc cái phần nước cốt bên trong mình nha, hoặc phần xác mình sẽ bỏ. Đó. Thì mình xay một lần thôi, mình sẽ dùng nước cốt nó sẽ đặc mà nó sẽ lên màu rất là đẹp các bạn nha. Đó, còn mà nếu các bạn mà xay lỏng quá thì màu nó sẽ không được xanh đẹp các bạn nha, lưu ý nha. Ok, phần gạo đã xong, phần nước cốt cũng đã xong rồi. Phần gạo mình sẽ đem vo, mình rửa cho nó sạch sẽ, rồi sau đó mình sẽ cho phần nước cốt vào các bạn nha. Ok, rồi sau khi mình đã rửa sạch gạo, bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt vào các bạn nha. Đó, các bạn canh sao mà nước nó cách cái phần gạo mình một lóng tay là ok các bạn nha, đừng cho nhiều quá nó sẽ nhão các bạn, mà ít quá sẽ khô. Đó, một lóng tay là ok các bạn nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu thôi, rồi cho lúc đó mình sẽ chuẩn bị làm những cái nguyên liệu khác các bạn nha. Rồi sau hơn 15-20 phút thì cơm đã chín rồi các bạn, bây giờ mình sẽ dùng đũa mình xới nha, gió tơi ra để nó mau nguội, để lát mình chiên sẽ giòn và ngon các bạn nha. Đó, nên cái món cơm mình sẽ làm trước các bạn, đó, mà lưu ý nha. Ok, mà nó đẹp luôn thấy các bạn không? Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ sắt những nguyên liệu khác như là hải sản, như là mực nè, tôm này đó, mình sẽ sắt hạt lựu hoặc là sắt khoanh tùy các bạn nha. Còn sò điệp thì mình sẽ dùng sò điệp khô, còn mà là sò điệp tươi có thể mình lấy cái phần thịt ra khỏi vỏ sò rồi mình cắt, cũng cắt lẩu các bạn nha. Đó. Còn nếu các bạn có điều kiện thì có thể đầu tư thêm cua nữa, đó, cua thịt cua á, nó sẽ ngon hơn nữa nha các bạn nha.
Ok, sau khi xắt nguyên liệu hải sản xong mình sẽ cũng xắt nhỏ phần cải rổ các bạn nha. Đó, cải rổ mình sẽ xắt nhỏ. Cái cải ngồng mình sẽ sử dụng những cái khoanh hạt lựu á, mình sẽ trụng sơ rồi sau đó mình sẽ bỏ vào mình chiên chung các bạn nha, giống như cái bài mà mình làm cơm chiên lạp xưởng các bạn. Đó, cơm chiên lạp xưởng mình dùng cải ngồng rồi bài này thì mình sẽ dùng cải rổ các bạn nha. Các bạn tốt nhất nên dùng cái phần mà phần gần phần rễ các bạn, đó, phần thân á, nó lá thì mình hay nấu canh đi các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ để nước sôi bắt đầu mình trụng các bạn. Đầu tiên mình sẽ trụng cái phần rau trước. Đó, mình trụng rau khoảng 30 giây đến 1 phút á, sau đó mình sẽ vớt ra. Tiếp tục mình sẽ trụng những cái nguyên liệu hải sản như tôm, mực. Đó, hay là sò điệp, cua các bạn đó. Thì cái phần hải sản này mình đã giới thiệu các bạn phần trước rồi đó. Các bạn muốn khử mùi á thì có thể cho chút xíu gừng hoặc lá hoặc rượu các bạn nha, khử mùi nha. Đó. Ok, đối với cái sò điệp khô các bạn cho vào nước nóng nha. Mình ngâm khoảng 15-20 phút các bạn cho nó nở ra hoàn toàn rồi mình hãy lấy ra các bạn nha. Sò điệp khô nó khá là lâu, không có các bạn hãy ngâm nước trước cũng được nha. Rồi. Ok, mình đã có đầy đủ nguyên liệu các bạn. Để làm nhân đã bao gồm là cải rổ các bạn nha, là 150 g, rồi mực là 100 g. Đó, mình đã xử lý hết rồi các bạn. Tôm là 150 g, mình để làm một hai con để mình trang trí các bạn nha. Rồi sò điệp cũng vậy, mình đã ngâm và trụng các bạn là 100 g các bạn nha. Ngoài ra sẽ có dầu ăn là 50 ml, cùng một quả trứng gà, cùng 20 g tỏi băm các bạn nha. Băm ra sẽ phi sẽ thơm hơn các bạn. Về gia vị chúng ta sẽ có là hạt nêm gà các bạn nha, là 20 g, cùng 1 đến 2 gam muối các bạn nha. Đó. Và sẽ có 1 gam tiêu, 1-2 gam tiêu và 10 gam bột ngọt các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt chả mình chiên cơm thôi. Rồi đầu tiên thì đơn giản nhất là mình cho chảo nóng và cho 50 ml dầu ăn vào. Rồi chờ cho dầu sôi thì tiếp theo mình làm gì nha các bạn nhỉ? Mình sẽ cho tỏi vào mình phi thôi.
Ok, sau đó mình sẽ cho quả trứng gà, mình đánh đánh tan đánh nhuyễn lên, rồi mình sẽ cho vào các bạn nha. Mình dùng cái vá mình đảo đều các bạn nha, đảo đều nó cho nó chín đều các bạn nha. Đó, đang mình chiên cơm lên màu rất là đẹp các bạn. Đó. Ok, sau khi trứng vào cuối cùng là mình sẽ cho phần cơm vào các bạn nha. Đó, nguyên liệu chính các bạn. Mình cho cơm mình đảo đều lên, thì các bạn để ý thấy không? Cơm mà được nấu chung với cái phần cải bó xôi các bạn, nó hạt cơm tơi ra, thấy không? Rất là đẹp mắt luôn các bạn nha. Đó, sẽ dài nữa không? Rất là đẹp luôn. Tuyệt vời các bạn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đảo đều cơm cho nó giòn lên. Đó. Rồi sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu như hải sản đó, và cái phần cải rổ vào. Đó. Cuối cùng thì mình đem gia vị là chuẩn bị làm món thôi, nó đơn giản các bạn nha. Đó. Rồi, cơm đã ok rồi, đã giòn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu hải sản vào thôi. Cho tôm nè. Rồi, ngon quá nè. Tôm xong rồi cho cái gì nhỉ nhỉ? Rồi, cho mực vào nè. Mực xong rồi tới cái gì hen? Đó là sò điệp. Và sò điệp xong, nếu bạn nào có thịt cua thì cho vào luôn nhé. Rồi, sau khi có hải sản đầy đủ thì mình sẽ cho cải rổ vào luôn các bạn nha. Ok, bây giờ phần cơm với phần hải sản đã hòa vị bằng nhau rồi. Bây giờ mình cuối cùng là mình cho gia vị vào thôi. Rồi mình cho hạt nêm nè, muối nè, bột ngọt nè, tiêu nè, đó trộn đều lên là mình chuẩn bị ra món thôi nha cả nhà. Thì món này mình sẽ ăn kèm với các nguyên liệu như là dưa leo nè, cà chua, những nguyên liệu rất quen thuộc vậy, ăn chung với cơm chiên các bạn đã dễ ngấy rất là tốt nha. Ngoài ra mình sẽ ăn chung với một chút nước tương cộng ớt, nó là mình đã muốn đậm đà hơn. Đó, thì là xong rồi các bạn nha. Rồi bây giờ mình chỉ cần trang trí bằng việc mình cho cơm đã chiên vào một cái tô. Sau khi đầy tô thì mình sẽ áp tô, chặt tô, áp cơm vào chặt tô các bạn. Đó, sau khi chặt thì mình sẽ lật cái tô vào cái dĩa, hoặc là mình để cái dĩa lên trên được mình lật thì tô sẽ áp xuống, cái phần cái dĩa sẽ tạo ra một cái khối rất là đẹp các bạn nha. Đó. Cơm chiên hải sản đục bích cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi cả nhà ơi, nhìn ngon không nè. Mình đã trang trí thêm một vài bát lát dưa leo cùng vài lát cà chua. À, rất là đẹp mắt cả nhà nha, với cơm chiên màu sắc xanh đục bích rất là đẹp luôn, cùng vô số hải sản bên trong. Trời ơi,
ăn với một chút nước tương hoặc tương ớt hoặc là ớt thì quá tuyệt vời nha cả nhà. Đó, trong thời đại dịch bệnh này tự làm một món ăn cho mình, món ăn người Hoa luôn nha. Hiện tại nhà mình thì còn gì bằng nào không, quá tuyệt vời cả nhà nha. Chúc cả nhà ăn miệng và thành công với món ăn này nha. Hẹn cả nhà ở những clip sau, nhớ đừng quên like, đăng ký và share cho cả nhà. Bye bye, yêu cả nhà rất nhiều.